Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ năm ngày 1 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tiêu chí lựa chọn nhân vật và danh sách nhân vật địa chiến Ninh Thuận. Hiệu quả của truyền thanh thông minh cơ sở. Lâm Sơn chuyển hướng canh tác bưởi sạch phục vụ du lịch và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi lễ trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Đông, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1393 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đào Trọng Định, trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Trọng Định. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả trong quá trình công tác của đồng chí Đào Trọng Định, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Đào Trọng Định tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 66 để nghe và cho ý kiến về tiêu chí lựa chọn nhân vật và danh sách nhân vật địa chiến Ninh Thuận. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo đề tài địa chiến Ninh Thuận. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi đề nghị làm rõ cơ sở để lựa chọn nhân vật và danh sách nhân vật địa chí Ninh Thuận, đồng thời đề xuất việc lựa chọn nhân vật và danh sách nhân vật địa chí Ninh Thuận cần đảm bảo các cơ sở tiêu chí đã đặt ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo đề tài địa chí Ninh Thuận cần nghiên cứu kỹ các cơ sở pháp lý để lựa chọn nhân vật và danh sách nhân vật địa chí Ninh Thuận, tiếp tục lấy ý kiến đóng góp theo kế hoạch, đồng thời khẩn trương tổ chức ý kiến rộng rãi của nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo nguyên tắc không để xảy ra sai sót. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh cũng lưu ý việc lựa chọn nhân vật phải đảm bảo tiêu chí thật sự xuất sắc, có những đóng góp lớn, tạo bước ngoặt lớn của tỉnh trong từng thời kỳ. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp giao ban trực tuyến với thường trực các huyện thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, các huyện thành ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách năm 2024, góp phần để toàn tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 8,4%, có 5 trên 7 địa phương thu ngân sách đạt trên 50%, góp phần cùng toàn tỉnh thu trên 2.411 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng của một số địa phương đạt thấp, việc giải ngân và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước còn chậm. Công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng một số địa phương chưa chặt chẽ. Thực hiện đề án về một số cơ chế chính sách đặc thù tại huyện Bắc Ái còn chậm. Kết nạp đảng viên mới ở một số địa phương đạt thấp. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các huyện thành ủy tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm, nhất là chỉ tiêu, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn để tập trung lãnh đạo, có giải pháp đột phá, khắc phục những khó khăn vướng mắc, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2024, triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quyết liệt thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá và 6 lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương cần phối hợp với sở ngành liên quan thực hiện tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là xây dựng văn kiện và rà soát nhân sự đại hội. Các đơn vị được chọn đại hội điểm phải chủ động để đảm bảo thời gian theo kế hoạch của tỉnh. Liên quan đến kiến nghị đề xuất của các huyện, thành phố, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành liên quan xem xét giải quyết. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024 cho lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo cấp huyện, thành phố và các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến những nội dung cơ bản và những nội dung mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, như quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng và quy định trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng. Phân cấp cho Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, thay vì trình Thủ tướng Chính phủ theo quy mô diện tích như quy định của Luật Đất đai cũ. Bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất, quy định cụ thể việc giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất sạch do nhà nước tạo lập, hoặc giao đất cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị sau hội nghị này, các sở ban ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Luật Đất đai và quyết định 260 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Các sở ngành tùy vào chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng các nội dung tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết thực hiện Luật Đất đai nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ triển khai thực hiện Luật Đất đai. Sáng nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến dự thảo quy định về bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 88 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thay thế cho quyết định 24 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phù hợp với quy định hiện hành. Dự thảo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh có 4 chương 22 điều. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 24 ý kiến đóng góp từ các sở ban ngành. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tổ soạn thảo bám sát quy định của pháp luật để xây dựng quyết định. Việc giải thích từ ngữ, quy định kỹ thuật chuyên ngành phải rõ ràng cụ thể để khi áp dụng vào thực tế đảm bảo quyền lợi cho người dân, tổ chức bị thu hồi đất. Phải xác định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo từng điều khoản. Các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cần nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo và thực tế của ngành địa phương để đóng góp ý kiến hoàn thiện quy định. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ý kiến về thu hồi đất nông nghiệp, Sở Công Thương cho ý kiến về thu hồi đất liên quan đến hành lang bảo vệ đường dây truyền tải điện, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở ngành để hoàn thiện quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống truyền thanh cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đã quan tâm đầu tư chuyển đổi số hệ thống truyền thanh cơ sở. Trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng truyền thanh thông minh IP, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Chỉ với những thao tác đơn giản trên phần mềm thu âm được cài đặt trong máy tính, ông Trương Xuân Minh, phụ trách lĩnh vực văn hóa thông tin ở phường Thanh Sơn, đã có một bản tin hoàn chỉnh để thông tin nhanh chóng kịp thời tới nhân dân. Không những vậy, với hệ thống truyền thanh thông minh IP, dù ở bất cứ vị trí nào, người sử dụng đều có thể kết nối Internet để điều khiển lịch thu phát tự động. Trên hệ thống truyền thanh thông minh thì nó có một cái thuận lợi là chúng ta là đẩy trên cái nền tảng là máy tính hoặc là điện thoại là rất là nhanh chóng và chúng ta là cài đặt được cái khung giờ phát và giờ tắt, thì điều đó rất thuận lợi cho anh em cơ sở. Tôi vẫn nghe hàng ngày và tôi thấy được cái loa truyền thông của phường á, thì mang lại được cái chủ trương á, là về cái an ninh đô thị, rồi là những cái chủ trương mới về sát nhập phường, mang lại cái mới cho người dân và người dân được cập nhật thường xuyên hàng ngày. Ở khu vực biển Bình Sơn Ninh Chữ, người dân và du khách khi đến du lịch và tắm biển đều nghe được các chương trình tuyên truyền để giữ gìn bảo vệ môi trường biển phát ra từ chiếc loa truyền thanh của phường Mỹ Bình. Đặc biệt là tuyên truyền những cái quy định của địa phương liên quan đến cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi không xả rác thải đến khu vực bãi tắm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tạo ấn tượng tốt đối với du khách khi đến tham quan du lịch tại bãi biển của địa phương. Hiện nay, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đang quản lý 71 cụm loa với 120 chiếc loa, phân bổ đều khắp 16 trên 16 phường xã thuộc địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tập trung ở những khu vực đông dân cư sinh sống. Năm 2023, thành phố đầu tư 13 tỷ đồng để trang bị 20 cụm loa truyền thanh thông minh IP cho 5 trên 16 phường xã và được tích hợp vào hệ thống trung tâm điều hành thông minh IUU của thành phố. Mình chủ động được cái thời lượng phát sóng, thời gian phát sóng, và người dân cũng đã nắm bắt kịp thời các cái thông tin cần để mà họ tiếp nhận những cái thông tin đó được kịp thời, và cái nắm bắt được các cái chủ trương của Đảng, của nhà nước và nhất là của thành phố trong cái việc mà xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, cũng như là các cái chủ trương về xây dựng đô thị, thành phố thông minh. Với những ưu điểm vượt trội, việc chuyển đổi loa truyền thanh phát FM sang hệ thống truyền thanh thông minh IP giúp người dân tiếp cận các thông tin đa dạng, đầy đủ về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước và địa phương. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. 7 tháng đầu năm 2024, tỉnh Ninh Thuận thu ngân sách ước đạt 2.728,6 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán năm và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 72,2% loại thuế nội địa thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, trốn thuế, thu hồi nợ động thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà đất theo kế hoạch, tạo nguồn thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mục tiêu thu ngân sách 4.000 tỷ đồng trong năm 2024. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã giải quyết việc làm mới cho 11.348 người, đạt 70,9% kế hoạch. Trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 136 lao động, đạt 90,7% chỉ tiêu giao. Để đạt mục tiêu đưa 150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm 2024, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối cung cầu việc làm, thường xuyên tổ chức các hội nghị tư vấn về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tham dự hội thi có 50 thí sinh đến từ 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội thi, các đội trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, xử lý tình huống, kiến thức về xây dựng nông thôn mới và phần thi tiểu phẩm. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Nông dân huyện Ninh Phước. Thông qua hội thi nhằm giúp cho cán bộ hội viên nông dân nâng cao hiểu biết về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là vai trò của Hội Nông dân các cấp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chập điện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy. Trước thực tế trên, Điện lực Ninh Thuận đang phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng điện nhằm hạn chế cháy nổ do sử dụng điện gây ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nhà may cẩm ở phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sử dụng nhiều thiết bị điện như máy may, bàn ủi, quạt điện, dây điện và ổ cắm do cơ sở tự câu nối nên khá nguy hiểm nếu phát sinh các tia lửa điện. Nghe em nó nói thì mình cũng tiếp thu được, thì mình sẽ trang bị những cái thứ mà cần thiết như em nó nói, để thứ nhất là cũng phòng ngừa cho gia đình mình. Đó, rồi là cũng có lỡ có chuyện gì xảy ra thì nó cũng đỡ cho những người xung quanh nữa. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an, có hơn 60% nguyên nhân các vụ cháy xảy ra do chập điện. Trong đó có những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và của. Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, từ đầu năm đến nay xảy ra 8 vụ cháy, phần lớn do chập điện. Nguyên nhân các vụ cháy trên toàn quốc xảy ra thì cái nguyên nhân do điện chiếm dao động trên dưới 60% tổng số nguyên nhân các vụ cháy đã khám phá. Đấy thì đối với địa bàn tỉnh ta thì trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 8 vụ cháy, trong đấy là đã khám phá, điều tra, làm rõ nguyên nhân đối với 5 vụ cháy. Thì trên cái số 5 vụ cháy này thì nguyên nhân do hệ thống điện gây ra là tới 3 vụ. Đấy thì từ đó cho thấy là cái mức độ nguy hiểm do điện gây ra trong cái công tác phòng cháy cháy là rất lớn. Thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Điện lực Ninh Thuận sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng điện sau công tơ, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quản lý sử dụng điện tại các cơ sở hộ gia đình, phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với chính quyền địa phương đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra hướng dẫn người dân quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra. Đối với các cái thiết bị dụng cụ của người dân trong nhà thì chúng tôi cũng phối hợp cùng địa phương, phường cũng như là các công an tiến hành kiểm tra cũng như là khuyến cáo các người dân sử dụng điện một cách là tốt nhất, sử dụng vật tư thiết bị đúng các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật, cũng như là sử dụng cái công suất lắp đặt nó đảm bảo, hạn chế cái việc quá tải gây cháy nổ chàm chạp trong nhà. Hiện nay, ngành điện quản lý hệ thống từ đường dây đến công tơ. Đối với mỗi hộ gia đình, còn thực hiện theo khuyến cáo của ngành chức năng về lắp đặt và sử dụng điện an toàn, nhất là đối với các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh nên sử dụng các automat tự động ngắt điện để hạn chế chập cháy do điện gây ra. Mặc dù có rất nhiều lợi thế để phát triển cây bưởi da xanh, tuy nhiên xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn chỉ duy trì diện tích cây bưởi da xanh phù hợp và gắn với du lịch sinh thái vườn. Cách làm này giúp cho cây bưởi luôn giữ được giá bán ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là quy trình sản xuất mang tính bền vững, được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá là hình mẫu để nhân rộng, nâng cao tiêu chí, tổ chức sản xuất và thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Anh Đỗ Hữu Trơn ở thôn Lâm Bình cho rằng giá trị kinh tế của cây bưởi da xanh không hề thua kém các loại cây ăn trái khác. Cây bưởi da xanh mỗi năm cho thu hoạch 3 vụ. Với 300 gốc bưởi, mỗi năm gia đình anh thu gần 12 tấn bưởi. Khách du lịch hàng ngày vô rồi tiếp xúc rồi mua đồ về. Cứ trái như vậy là giá thành từ 50.000 cho tới 80.000 một trái. Cây bưởi rất phù hợp khi trồng ở đất đồi, khí hậu mát mẻ quanh năm, nên quả bưởi luôn đậm vị. Đây là lý do nhiều hộ dân ở xã Lâm Sơn đã lựa chọn cây bưởi da xanh để trồng. Anh Mơn Đông Ca Hải trồng 150 gốc bưởi da xanh quanh rẫy, không bón phân, nhưng mỗi gốc bưởi vẫn cho hơn 1 tạ quả mỗi vụ. Vùng năm sáu đây là cái bưởi rất là chất lượng. Nói về cái ngọt, do về cái dùng ở xứ khác cũng không có bằng nổi. Mà giá ngày rằm mà bưởi đẹp được 20, còn bình thường là 15, 12. Mặc dù đã khẳng định được chất lượng, nhưng yếu điểm lớn nhất của vùng bưởi da xanh xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn là thiếu tính liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Đến vụ thu hoạch lại xuất hiện tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Bởi vì những vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch thì sản lượng bưởi không đủ bán cho du khách. Nhưng ở vùng trồng bưởi của đồng bào dân tộc lại phụ thuộc vào thương lái. Vì vậy, việc liên kết sản xuất bưởi sạch đang được người dân mong đợi. Xu hướng mà để mà cung cấp cho siêu thị, mà nếu mà được thì sau này bà con sẽ tiếp tục mở rộng và trồng thêm cái bưởi nữa để mà nó nuôi sống cái kinh tế của đồng bào mình sau này. Hiện xã Lâm Sơn có 40 hectare bưởi da xanh đang ở giai đoạn cho trái. Mỗi gốc bưởi cho thu hoạch gần 2 tạ một vụ. Diện tích cây bưởi không lớn nhưng năng suất và giá bán tương đối cao nên lợi nhuận ổn định hơn so với các loại cây ăn trái khác. Trong định hướng phát triển vườn cây ăn trái, xã Lâm Sơn không mở rộng diện tích ồ ạt cây bưởi da xanh mà chỉ xen canh ở các vườn cây ăn trái kết hợp du lịch. Việc mở rộng diện tích cây bưởi chỉ khi đi kèm với việc hình thành các tổ liên kết. Hỗ trợ về cái đăng ký mã vùng trồng và hỗ trợ về cái chương trình VietGAP để tạo thương hiệu cho cái cây bưởi của xã Lâm Sơn, thành lập tổ liên kết, tạo ra cái sản phẩm có thương hiệu giá trị cao. Xã Lâm Sơn xác định phát triển vùng cây ăn trái bền vững chỉ khi gắn với nhu cầu thị trường, điều hòa được mối quan hệ cung cầu để ổn định giá trị nông sản. Việc phát triển cây bưởi da xanh cũng không nằm ngoài quy luật này. Bước kế tiếp là phải sớm xây dựng các tổ liên kết, các mã số vùng trồng, sản xuất sạch để cây bưởi da xanh tiếp cận các chuỗi cung ứng nông sản trên cả nước. Đây cũng là giải pháp để nâng cao thu nhập cho nông dân và góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến đây chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 1 tháng 8, ngày 2 tháng 8 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang từ Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu ở vùng núi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, mây thay đổi, ngày nắng, chủ yếu đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ.